Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Audio Hải Ngoại trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay đến với chuyên mục Tâm sự thầm kín, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tâm sự có tựa đề Ngày cưới, người yêu cũ của chồng xuất hiện. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Tôi và Hiếu yêu nhau. Cái tin này khiến ai cũng sốc, bởi vì ai cũng biết Hiếu rất là yêu Nhi, một cô đồng nghiệp xinh xắn, đáng yêu. Và hai người họ cùng làm một công ty. Mỗi ngày anh đều đến nhà Nhi đưa đón cô ấy đi làm. Mà nhà Nhi thì có ở đâu xa đâu, ngay cạnh nhà tôi. Mỗi khi Hiếu đến đón Nhi, đôi lúc chúng tôi sẽ gặp nhau ngoài cổng. Sau thì chào nhau, rồi quen biết nên có trò chuyện với nhau vài ba câu. Hồi ấy Nhi rất hay sang nhà tôi chơi, kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện về Hiếu, rằng anh chàng này rất tốt, rất hiền, chu đáo và nhiệt tình. Đêm hôm cứ nghe Nhi gọi là chạy xoắn đến ngay. Tôi cười, tôi cảm thấy Nhi thật là may mắn vì có một anh chàng người yêu tuyệt vời đến như vậy, chẳng bù cho tôi. Tôi cũng yêu, yêu hết mình, nhưng rồi lại đau đớn đến mức suýt tự làm hại bản thân của mình khi tôi phát hiện ra anh ta là một kẻ đã có gia đình. Bằng bản lĩnh cũng như sự cứng rắn, tôi gửi lại trả tiền tương đương với giá trị những món quà, những buổi đi chơi vào số tài khoản của anh ta. Sau đó tôi cắt đứt mọi thứ, cắt đứt luôn tình cảm nam nữ trong suốt 4 năm qua. Cho đến một hôm, Hiếu bỗng nhiên hỏi chuyện tôi. Nụ cười lúm đồng tiền của Hiếu khiến cho tôi rung động. Vài ngày sau tôi lại nghe tiếng Hiếu và Nhi cãi cọ. Và sau đó nữa, Hiếu tỏ tình với tôi. Anh còn khẳng định rằng anh đã chia tay Nhi rồi. Từ nay về sau chẳng còn liên quan gì đến Nhi nữa. Chẳng hiểu tại sao tôi lại gật đầu đồng ý. Vì chắc là tôi đã thương thầm Hiếu trong suốt 2 năm qua, anh qua lại với Nhi. Và rồi chúng tôi trở thành một cặp. Nhi biết chuyện nên không còn qua nhà tôi nữa. Bố mẹ Nhi thi thoảng lại vẳng qua những tiếng mắng chửi tôi. Bố mẹ tôi lúc đầu không chấp nhận Hiếu, nên chúng tôi chỉ có thể hẹn hò ngoài đường, ngoài quán. Hẹn hò suốt nửa năm, Hiếu chưa từng ngỏ lời hỏi cưới, dù biết tôi đã hơn 30 tuổi. Đúng vậy, tôi đã hơn 30 tuổi và tôi hơn Hiếu 2 tuổi. Cho đến một hôm tôi phát hiện cơ thể có dấu hiệu bất thường, tôi mua que thử thai về, thì tôi bàng hoàng khi phát hiện tôi đã có thai. Tôi hoang mang báo tin cho Hiếu. Anh không từ chối trách nhiệm, anh chỉ nói một câu khiến cho tôi chết đứng tại chỗ. Hiếu nói với tôi rằng, không cần tổ chức đám cưới, mình đi đăng ký kết hôn thôi, đợi con lớn rồi cưới luôn một thể. Tôi chết sững, như vậy chẳng khác nào tôi ôm đồ theo trai, chẳng có cưới xin gì, cũng không có rước dâu. Tôi không đồng ý, tôi bảo Hiếu suy nghĩ cách khác, thì anh nói rằng gia đình anh còn chưa biết tôi là ai. Tại sao nói cưới là cưới được? Quả đúng là như vậy. Bởi vì nửa năm nay, Hiếu chưa từng đưa tôi về ra mắt gia đình anh. Vì vậy bố mẹ anh chỉ biết người yêu của anh là Nhi, chứ chưa hề biết tôi. Ngày hôm sau, tôi chủ động tìm đến nhà Hiếu, đưa tờ giấy khám thai và thừa nhận cả hai đã yêu nhau được nửa năm. Bố mẹ của anh sững sờ. Họ hỏi về Nhi. Tôi nói cả hai đã chia tay rồi. Mẹ anh nhìn tôi nhàn nhạt. Vậy cô muốn gì ở gia đình của tôi? Tôi nghe xong thì im lặng, cảm giác nhục nhã dâng lên tận cổ. Một lúc sau thì Hiếu về, anh bất ngờ khi thấy tôi trong nhà của mình. Hôm đó chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau. Bố mẹ anh bảo rằng muốn cưới cũng được, nhưng mà chúng tôi tự lo liệu các cái khoản chi tiêu. Tôi gật đầu. Tôi sẵn sàng bỏ tiền ra để mua lấy danh dự cho mình và gia đình của tôi. Tôi có ít tiền tiết kiệm, không đến mức nghèo đói để bị coi thường. Thế là tôi bỏ tiền ra, lo toàn bộ từ tiền chụp ảnh cưới, đến tiền cháp quả, tiền thuê váy, tiền thuê vest và đưa cả vàng cho mẹ chồng để bà trao lại cho tôi trong ngày cưới. Bố mẹ biết tôi liều mạng như vậy thì giận tôi lắm, mắng tôi ngu dốt. Khi không, lại từ bỏ tiền ra mà cưới mình. Tôi ngây ngốc, tôi đã hơn 30 tuổi rồi, tôi cần một gia đình và một đứa con.
Tôi không thể nào để cho con mình chịu thiệt thòi được. Thế nhưng trong ngày cưới, tôi lại bị thêm một cú sốc và trở thành trò cười cho mọi người. Đó chính là sự xuất hiện của Nhi trong vai trò khách mời. Khi Nhi bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cô ấy. Còn Hiếu trong bộ vest chú rể lại lúng túng, chẳng dám nhìn thẳng vào mặt tôi, cứ lấm lép nhìn cô người yêu cũ. Ngày lúc đó mẹ chồng tôi bước tới chỗ Nhi và có hành động khiến mọi người sửng sốt. Tôi cứ ngỡ rằng mẹ chồng tôi sẽ đuổi Nhi đi, bà lấy lại danh dự và vị thế cho tôi. Nhưng thật không ngờ, bà đon đả dẫn Nhi vào ngồi chung bàn với họ nhà trai, rồi cứ lên miệng gọi Nhi là con gái. Mặt tôi lúc đấy nóng ran, tôi đỏ bừng vì giận và hụt hẫng. Quản khách cũng xì xào bàn tán và cho rằng tôi là kẻ chen ngang một chuyện tình yêu đang đẹp của Hiếu và Nhi. Họ đâu biết rằng chính Hiếu, anh tỏ tình với tôi và anh tuyên bố đã chia tay Nhi. Họ còn độc mồm độc miệng, nói rằng vì tôi quá ế, tôi già nhưng tôi có tiền, tôi có thai, nên mới chia loan rẽ phượng, khiến Hiếu và Nhi đang còn yêu nhau nhưng bắt buộc phải chia tay. Trong lễ cưới, tôi chỉ chụp ảnh với bố mẹ chồng đúng 2 tấm. Tôi không phải người dễ dàng bắt nạt và tôi chẳng thể nào bao dung và tha thứ cho người đã làm mình tổn thương. Sau đó tôi ép Hiếu, hoặc là ra ở riêng hoặc là ly hôn. Tôi kiên quyết không về nhà chồng. Hiếu đã chọn lựa điều kiện thứ nhất, với yêu cầu hàng tuần tôi phải về nhà chồng cho chọn đạo làm dâu. Tôi cũng nghe lời của anh. Tôi có về vài lần, nhưng lần nào cũng thấy sự mệt mỏi và lạnh nhạt của gia đình chồng. Anh động viên, anh nói rằng do họ chưa quen với sự xuất hiện của tôi nên mới như vậy, chứ không có ý gì. Cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng êm đẹp, ít tranh cãi lắm. Hiếu dù tình cảm với tôi chưa đủ sâu nặng, nhưng hoàn toàn chịu trách nhiệm của một người chồng. Anh chăm tôi rất chu đáo, xoa bóp chân cho vợ mỗi khi tôi bị chuột rút hoặc khi tôi than mệt mỏi. Anh làm hết tất cả việc nhà để cho tôi và con được nghỉ ngơi. Một hôm anh hỏi tôi có cần về nhà chơi không. Anh đi công tác vài ngày nên tôi ở nhà một mình buồn lắm. Tôi đồng ý ngay. Nhưng kỳ lạ là tôi về nhà được 4 ngày nhưng chồng tôi lại không hề đả động hỏi han đến tôi. Tôi gọi điện cho Hiếu cũng không liên lạc được. Kỳ lạ hơn, Nhi không có nhà mà chuyển công tác vào Nam ngay sau đám cưới của tôi. Tôi thấy lạ, tôi về nhà và chết đứng trước cảnh tượng trước mắt mình. Nhà cửa bị lật tung lên, tôi hoảng hốt ôm bụng bầu chạy vào phòng, thì ngã quỵ khi thấy két sắt trong phòng bị mở tung ra và tiền vàng trong đấy hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một tờ giấy nhỏ. Em hãy sống và chăm sóc con giúp anh. Anh xin lỗi. Nhi cũng có bầu rồi, nhưng lại chẳng có ai chăm sóc bên cạnh. Sau này anh nhất định sẽ báo đáp cho em. Tôi cầm mẩu giấy được viết vội mà cười trong nước mắt. Bao nhiêu cố gắng của tôi trong suốt 1 năm qua đáp lại là một sự thật phũ phàng. Giờ thì tôi hiểu rồi. Tại sao anh Hiếu lại trì hoãn việc lắp camera trong nhà, rồi thì cái cớ đi công tác để đẩy tôi về nhà ngoại. 300 triệu tiền mặt cùng vàng bạc của tôi, xem như là cái giá tôi phải trả cho sự ngu ngốc của chính bản thân mình. Trái tim của tôi như đóng băng. Tôi cẩn thận nhét bầu giấy vào túi, sau đó gọi taxi về nhà ngoại. Tôi nương nhờ nhà ngoại 2 tháng. Sau đó tôi sinh con. Trong thời gian này mọi người đều biết ý, chẳng ai nhắc đến tên Hiếu hay cha của đứa bé. Mẹ chồng tìm đến gặp tôi vài lần, lần nào bà cũng xin lỗi tôi. Tôi chỉ mỉm cười im lặng. Mẹ Nhi cũng tìm tôi, nhưng đều bị mẹ tôi đuổi ngay từ ngoài cổng. Tôi kiên cường, tôi cố gắng, tôi chống đỡ tinh thần và sức khỏe của mình, không để bản thân của mình rơi vào suy sụp. Vì con, tôi chỉ cần con thôi. Nhưng rồi khi đi sinh con, nhìn người khác có chồng bên cạnh chăm sóc an ủi, nước mắt của tôi vô thức rơi xuống. Uất ức, đau đớn, tủi thân, tuyệt vọng, tất cả những điều ấy cứ lần lượt kéo đến, khiến tôi không kiềm chế được mà khóc nấc lên trong phòng chờ sinh. Con của tôi ra đời không có cha bên cạnh,
chỉ có mẹ. Nhà nội có đến thăm con, cho con vài chiều bạc cùng với vài lời trách móc cha nó cho có lệ. Thằng bé ngoan ngoãn, cười nhiều, bụ bẫm và đáng yêu đến mức trái tim tôi như tan chảy. Tôi lại tự bảo mình phải cố gắng. Cố gắng vì mình, vì con. Cách trả thù tốt nhất chính là phải sống thật tốt, phải cười ngạo nghễ lên những nỗi đau mà họ gây ra cho tôi. 5 năm trôi qua, tôi mạnh mẽ, tôi kiên cường và tôi tự tạo lại cuộc sống cho mình. Hiện tại tôi không để bất cứ người đàn ông nào đến gần mình. 2 lần thất bại đối với tôi đã là quá đủ. Tôi chỉ cần bình yên, sống qua ngày với con trai của mình, như vậy là quá hạnh phúc. Tôi có nghe phong phanh chuyện Hiếu và Nhi trong một lần đưa con về ngoại chơi. Nghe đầu họ không hạnh phúc hay đánh nhau thường xuyên. Nhi vốn tiểu thư, chẳng mạnh mẽ được như tôi, nên Hiếu chán nản. Đã vậy cô ấy còn ăn tiêu vô độ, nên tiền bạc cứ đội nón ra đi. Tôi nghe tôi chỉ cười. Mẩu giấy ấy tôi đang đặt trong ví tiền, và tôi thề không bao giờ dùng những lỗi lầm của người khác để hành hạ dằn vặt bản thân mình. Cách tốt nhất là cứ quên hết đi. Cho đến ngày sinh nhật con trai 5 tuổi, Hiếu về. Nhưng nhìn bộ dạng của anh ta tôi choáng váng. Hiếu tàn tạ, ăn mặc lôi thôi, đứng trước cổng nhà vào sáng sớm. Tôi mở cửa, thấy anh ta tôi định đóng lại. Nhưng anh ta lại quỳ sụp xuống, khiến cho tôi kinh ngạc. Hiếu van xin tôi tha thứ. Và anh ta xin được gặp con một lần. Tôi đóng cửa lại rồi đi vào nhà. Tôi lấy ra 2 thứ. Tôi tin rằng anh ta sẽ đứng đó và đợi đến khi tôi quay trở lại. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, Hiếu đứng đó. Tôi đem 2 thứ ấy ra. Đó là mẩu giấy mà Hiếu để lại cho tôi 5 năm trước và giấy khai sinh của con. Tôi mở ra bảo anh ta nhìn cho thật kỹ và nhìn cho thật rõ. Trên giấy khai sinh của con tôi không hề có tên cha. Vì thế, con tôi với anh ta chẳng có quan hệ gì. Rồi tôi vứt lại mẩu giấy kia vào người anh ta và đóng sầm cánh cửa lại. Nhìn qua camera, tôi thấy Hiếu đứng bất thần, vò mẩu giấy trong tay rồi ôm mặt khóc. Một lúc sau anh ta rời đi. Sự trở về của Hiếu khiến lòng tôi dậy sóng, dù tôi đã cố gắng quên đi. Không phải là tôi không còn tình cảm với anh ta, chỉ là nhìn anh ta tôi lại nhớ về cái ngày đó. Cái ngày mà tôi tận mắt thấy trong nhà mình hoang tàn, bị lục tung lên, thấy két sắt mở toang và mẩu giấy ám ảnh đang nằm ở trong đó. Cái ngày mà tôi bị anh ta tạt hẳn một gáo nước đá vào trái tim vì tôi đã quá yêu và quá tin. Một tối tôi mở tiệc sinh nhật cho con và mời bạn bè, mời nhà ngoại đến dự. Lúc vui vẻ hát hò, Hiếu lại tìm đến. Anh ta rụt rè đứng trước cổng, nói muốn tặng quà cho con trai. Thằng bé nhìn thấy anh ta thì sợ hãi khóc ré lên, rồi chạy đi tìm tôi. Tôi bực bội, tôi đuổi Hiếu về rồi đóng cửa lại. Sau đó mẹ tôi mới kể lại. Thì ra hồi đó, Nhi báo tin có bầu, rồi bàn bạc với Hiếu lấy tiền bạc vào Nam sống cùng với cô ta. Hiếu vì nặng tình nên đã nghe theo. Ngờ đâu đứa bé ấy lại chẳng có liên quan gì đến anh ta cả. Hay nói cách khác, anh ta chỉ là một kẻ đổ vỏ mà thôi. Có lẽ vì quá sốc, rồi vì hết tiền, Hiếu mới quay về ăn vạ tôi. Tôi nghe câu chuyện mà buồn cười. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Mẹ chồng tôi lại gọi điện đến năn nỉ tôi tha thứ cho Hiếu, để cho cháu có đủ cha đủ mẹ. Tôi tắt máy, tôi chẳng buồn nghe. 5 năm qua họ chẳng cần biết mẹ con tôi sống như thế nào, bây giờ lại chủ động gọi điện để van xin. Tôi kiên quyết từ chối sự xuất hiện của Hiếu trong cuộc đời của mẹ con tôi. Nhưng tôi lo lắng, anh ta sẽ quấy rối chúng tôi, lấy con trai làm cái cớ để ép buộc tôi phải chấp nhận cho anh ta nhận con. Sự xuất hiện của anh ta khiến cuộc sống của tôi lại thêm một lần chao đảo. Tôi phải làm sao đây để anh ta từ bỏ hy vọng nhận con và không còn hy vọng để chúng tôi tái hợp với nhau. Xin mọi người hãy giúp tôi những lời khuyên chân thành nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn một tâm sự trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe cái tâm sự này, Tâm An cảm thấy rất là vui
vì chị khán thính giả của chúng ta đã thoát được những cái nỗi khổ, chắc hẳn là những cái khổ tâm ở trong trái tim của mình, để tìm ra được một chân lý để sống tiếp những đời còn lại của mình. Tâm An cảm thấy như thế này, nếu như ấy, không có những cái sai lầm thì chắc hẳn chúng ta sẽ không mạnh mẽ và tiếp tục tiến đến con đường phía trước. Và đôi khi chúng ta cứ giận hờn trách móc họ, trách móc những chuyện trong quá khứ, nhưng mà chúng ta quên một điều rằng hãy cảm ơn họ vì họ đã cho chúng ta những sức mạnh tiềm ẩn để chúng ta có thể vượt lên chính mình. Giống như trong câu chuyện này cũng vậy. Nếu như ngay từ đầu bà Hiếu sẵn sàng bảo vệ cho chị, đứng ra nói rõ ràng với tất cả mọi người là Hiếu đã chia tay Linh và đã quen chị gần một năm nay, và người yêu của anh chính là chị, để có thể tiến đến một cái đám cưới thật là hạnh phúc, thì chắc hẳn cuộc đời của chị lại không có quá nhiều bất hạnh như vậy. Nhưng mà người đàn ông này quá hèn mọn, không biết bảo vệ người yêu của mình, để cho người yêu, để cho vợ mình bỏ hết tiền ra để tổ chức một cái đám cưới, rồi xong anh ta lại cứ sống vật vờ như vậy, đến cái lúc vợ mình có thai lại còn lấy hết tiền hết vàng để đi theo nhân tình cũ. Đó chính là cái giá mà anh ta phải trả. Còn cái việc anh ta xuất hiện sau 5 năm và bây giờ lại khiến cho chị phải dao động, chị cảm thấy rất là đau buồn và chao đảo trái tim và không muốn cho anh ta nhận con. Đúng vậy, điều đó anh ta sẽ không bao giờ làm được, bởi vì đứa con trên giấy tờ chính là con của chị. Và anh ta trong suốt 5 năm qua không hề có mặt ở bên cạnh chị, anh ta chả có cái quyền gì mà tranh giành con của mình cả. Nếu như nhận lại, nếu như nhìn nhận lại sự việc ấy, thì có thể rằng chị đã sai lầm khi mà đã quá mù quáng, quá nóng vội khi cái tuổi 30 của mình cần một người chồng ở bên cạnh. Cho dù người chồng đó chính là cái người yêu cũ của người hàng xóm và mình đã mất đi tình bạn đối với Nhi. Nhưng mà không sao hết, thời gian cho chúng ta một câu trả lời rất là thích đáng, đúng không ạ? Sau khi mà anh ta quay trở về, anh ta tay trắng, anh ta không có con và anh ta mất đi cả Nhi nữa, thì điều đó chứng tỏ rằng ông trời lúc nào cũng có mắt và chúng ta hãy luôn luôn sống tốt, lúc nào cũng sẽ được ông trời an bài một cái kết thật sự là xứng đáng. Nếu như chị cứ nghĩ rằng anh ta làm sao đây, nếu như anh ta tìm mọi cách để có thể cướp lại đứa con trong tay của mình, thì chị cứ yên tâm nhé, pháp luật lúc nào cũng đứng về phía của chị. Nếu như anh ta làm gắt gao quá, hãy tìm đến luật sư và trừng trị anh ta. Đó là những gì mà Tâm An muốn nói. Thật sự là lắng nghe những cái tâm sự như thế này, Tâm An cảm thấy phụ nữ là để yêu thương, mà tại sao có những người đàn ông họ lại đối xử như thế nhỉ? Thật sự là rất là khó hiểu, đúng không ạ? Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong cái tâm sự này thì chắc hẳn quý vị cũng có rất là nhiều điều muốn nói. Hãy comment dưới video này cho Tâm An và mọi người được biết với nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị một buổi tối thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều hạnh phúc và có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.